Tiền nước tháng ngày của cậu là 101. Dùng nhiều thế. Dùng nhiều này tháng sau tôi phạt đấy. Em sao ấy? Chị ơi, cái xe em vừa để ở đây bây giờ mất rồi. Tiền đi làm cả năm rồi em. Bây giờ mất ra rồi em biết ăn Tết kiểu gì bây giờ. Này, trả xe tôi đây. Cô làm cái gì đấy? Sao chỉ lấy xe của tôi được hả? À, đúng rồi. Thôi, em bình tĩnh. Tiền nước tháng ngày của cậu là 101. Dùng nhiều thế. Dùng nhiều này tháng sau tôi phạt đấy. Đây, để em gửi chị luôn. 102 được chưa? Khổ lắm. Sao thằng này giỏi thế? Thế còn đóng tiền đúng hạn này còn đóng hẳn 102. Thì tại bố mẹ em ở quê gửi tiền lên sớm, xong rồi em đưa cho chị. Việc gì mà xoắn thế nhở? Đúng. Chị ơi, cái xe em vừa để ở đây bây giờ mất rồi. Tiền đi làm cả năm rồi em. Bây giờ mất ra rồi em biết ăn Tết kiểu gì bây giờ. Nhưng mà em có chắc là em để đây không đấy? Chắc. Sáng lên đi em sẽ em dắt xe đi. Xong rồi em vừa mới về em đi tắm một cái trở ra không biết xe đâu cả. Anh ơi, em chết mất. Trời ơi, cô cứ bình tĩnh. Xóm chợ của tôi hơi bị an ninh ấy. Làm sao xảy ra chuyện lớn đi được. Em nói thật với chị nhá, an ninh là an toàn giờ này ấy, thì nó cũng hết rồi. Hôm nọ ấy, em vừa bị mất cái điện thoại. Làm gì có ai tra khảo được cái gì đâu. Em nói thật, chỉ cái loại đi đêm về trễ mới là cái loại hay đi ăn trộm ăn cắp thôi. Này này, cậu nói linh tinh gì đấy? Em nói thật mà. À đúng rồi, chắc chắn là anh Khang. Dạo này anh hay đi đêm về hôm lắm, mà còn hay mua sắm nữa. Này, trả xe tôi đây. Cô làm cái gì đấy? Sao chỉ lấy xe của tôi được hả? À đúng rồi. Thôi, em bình tĩnh. Bình tĩnh. Anh Khang à, dạo này cho em mảnh trẻ nhở. Tôi nói thật nhá, không đi làm mà có ăn ấy thì chỉ có đi ăn trộm, ăn cắp thôi. Mày nói cái gì đấy hả? Mày đi bố mày đấm vỡ mồm sao? Ra không? Có tao giật mình à? Hả? Thôi. Đúng rồi đấy, tôi cấm cô cậu là gây rối ở cái sóng chợ của tôi đấy nhá. Nhà bao việc, chuyện này tôi sẽ điều tra. Các cô cậu giữ đồ tôi cẩn thận. Lần sau mà mất mát gì nữa nhá, thì đừng có trách, tôi đuổi hết. Giải tán đi.
Sao? Chính là chồng. Sao chị là chị em? Đơn giản. Cô đã dùng thịt lợn để chung cơm. Thịt lợn. Tôi biết đồ này thịt lợn rất khan hiếm và đắt tiền. Tôi đã cố tình mua loại ngon, treo hớ hình trên xe. Người có đầu óc chắc chắn sẽ trộn đem bán. Lúc này tôi chỉ cần dùng 3 chậu nước, yêu cầu mọi người rửa tay. Quan sát chậu nước, tôi đã biết ai là thủ phạm. Hôm trước, khi nghe sáu mất cắp, cậu tỏ vẻ hốt hoảng. Nhưng thái độ điềm nhiên của cậu lại tố cáo cậu tất cả. Cậu thường ngày chậm trễ việc nộp tiền và có tiếng keo kiệt. Hôm đó là hà phóng cho tôi thêm tiền. Chưa từng có. Đồng thời, tôi bảo bố mẹ cậu gửi tiền lên. Nhưng tôi thấy lúc đó là cuối tháng. Chỉ có đầu tháng bố mẹ cậu mới gửi tiền. Khi cậu bảo mất điện thoại, tôi ngạc nhiên vì chưa bao giờ nghe cậu phàn nàn gì. Đồng thời đánh lạc hướng cô Châu và tôi để nghi ngờ Khang lấy trộm. Những lời của cậu đã giúp tôi và Châu nghĩ Khang chắc chắn là thủ phạm. Ăn cắp thì quen tay, giờ cái công an gô cậu cậu lại. Mày thằng khốn, mày dám ăn cắp xe của tao à? Hả? Em xin lỗi chị ạ. Đây. Em xin lỗi chị. Thịt lợn vào đậu, thịt lợn hơi bị đắt đấy. Đừng tưởng tôi quên. Thôi kìa. Hiện nay chuyện trộm cắp các xóm trọ không phải là nhiều. Để bảo vệ sự an toàn cũng như tài sản của mình, mọi người nên đóng cửa cẩn thận. Khi để đồ vật ở ngoài, nhớ khóa và kiểm tra lại. Không được tin tưởng ai dễ dàng. Con hai, nhớ theo dõi kênh để biết các trường hợp lừa đảo khác. Và tôi là chủ trọ thần thái. Các góc khác, 3, 2, 1, action. Chưa. Lại luôn chứ lại luôn. Anh Kha à, dạo này trông em mảnh chọe nhở. Tôi nói thật nhá, cái loại đi làm mà không đi làm ấy, đi làm mà không đi làm ấy, đi làm mà không đi làm ấy, đi làm mà không đi làm ấy. Thủ phạm không anh? Lại này, 3, 2, 1. 3, 2, 1, action. Thủ phạm không ai khác, chính là cậu. Sao chị nhìn em như này mà chị bảo em đi ăn cắp thịt lợn á? Lại nào ba phân đoạn. Châu chuẩn bị ra vào đánh này. Đứng dậy em, đoạn này đã quỳ đâu. Này thằng khốn kia, mày dám xem xe của đâu hả? 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 Em xin lỗi chị ạ. Này, bình tĩnh lợn tôi đâu rồi? Thịt lợn đắt lắm nhá. Tưởng tôi quên đấy. Sao kia? Ok chưa? Chưa có cười kìa, con đang quay đâu nó cười. Cứu tôi với. Máy này, phân đoạn cuối đúp 2 tiếng. 3, 2, 1, action. Lại này, luôn này. 3, 2, 1, action. Hiện nay, chuyện trộm cắp các xóm trọ không phải là hiếm. Để bảo vệ sự tài. Lại em ơi, thôi đừng trèo nữa. Anh ơi, em chết mất. Rồi. Sao? Cô cứ bình tĩnh. Xóm trọ của tôi hơi bị an ninh đấy. Sao xảy ra chuyện lớn đi được? Em nói thật với chị nhá, an ninh là an toàn giờ này ấy, thì nó cũng hết rồi. Hôm trước em vừa bị mất cái điện thoại ở đây. Có ai tra khảo được cái gì đâu. Em nói thật nhá, chỉ cái loại đi đêm về trễ mới là cái loại ăn trộm ăn cắp thôi. Này này, cậu nói linh tinh gì đấy? Em nói thật mà. À đúng rồi, chắc chắn là anh Khoan à, bị thiếu thoại, bị mất cái điện thoại đúng không? Được rồi. Có đâu đấy giờ? Ok, sorry lại nhá. Tiếp này, lùi lại 2 bước. Rồi, bắt đầu lại tiếp này. 3, 2, 1, rồi. À đúng rồi, chắc chắn là anh Khang. Dạo này á, anh hay đi đêm về hôm lắm. Mà còn hay mua sắm nữa. Ủa? Này,
Thôi thôi. Tại sao em... phải lấy xe của tôi được hả? Cô làm cái gì đấy? Xe của tôi đây. Cô làm cái gì đấy? Thôi. Bình tĩnh em ơi. Anh Kha. Dạo này trông anh mảnh chọe quá nhở? Tôi nói thật nhá. Không đi làm mà có ăn ấy thì chỉ có đi ăn trộm, ăn cắp thôi. Mày nói cái gì đấy hả? Mày tin tao đấm vỡ mồm mày sao? Sao? Có tao giật mình hả? Thôi. Đủ rồi đấy. Tôi cấm các cô cậu là gây rối ở bây giờ cái sóng chợ của tôi ấy nhá. Bà em từ câu tôi thôi đủ rồi đấy. Lại 3, 2, 1, tuyệt. Thôi, đủ rồi đấy. Tôi cấm các cô cậu là gây rối ở cái sóng chợ của tôi đấy nhá. Vâng ạ. Nhà bao việc, chuyện này tôi sẽ điều tra. Các cô cậu giữ đồ tôi cẩn thận. Mất mà kêu mất một lần nữa nhá. Thì đừng có trách, tôi đuổi hết. Lát.